David, hàng nhập khẩu Trung Quốc mới 100% nguyên hộp. Hôm nay bán với giá rẻ nhất Việt Nam với chỉ 1.050.000. Đấy, các bác được tặng ngay 2 dây kết nối chỉ giá 100.000. Các bác mua hàng xin liên hệ số máy 0964 867 866 để gặp nhân viên bán hàng chốt đơn hàng cho các bác và gửi cho các bác. Tuy nhiên, nếu các bác đặt hàng bên phát hành thì phải đặt cọc trước 50.000 thẻ cào Viettel. Khi mà các bác đặt cọc 50.000 thẻ cào Viettel thì các bác sẽ được trừ đi 50.000, còn 1 triệu và khi nhận hàng thanh toán qua bưu điện thì các bác thanh toán 1 triệu cộng với tiền ship cho nhân viên bưu điện giao tận nhà. Nhiều bác cứ hỏi là tại sao phải đặt cọc. Gửi hàng đến nơi thì thanh toán cá thể, tại sao phải đặt cọc? Tuy nhiên này, phải nói với các bác này, đặt cọc là để phân biệt những đối tượng khách hàng muốn mua thực sự và những đối tượng bom hàng, hoặc là những đối thủ cửa hàng khác người ta bom hàng mình. Cho nên là các bác đặt hàng thì các bác sẽ đặt cọc để cho chắc chắn đơn hàng các bác nhé. Bác nào còn lăn tăn về việc đặt cọc thì có thể xem video phần mô tả em có nói rõ về việc đặt cọc và có minh chứng cụ thể. Các bác muốn tìm hiểu cửa hàng có uy tín hay không thì các bác rất là dễ dàng, các bác tìm hiểu trên YouTube hoặc em có fanpage Facebook âm ninh 12V, em có để ở phần mô tả, các bác tìm hiểu rất dễ dàng. Chứ còn các bác là khách hàng thì cửa hàng chúng em không thể biết các bác là ai được, cho nên là các bác để tránh những cái điều em vừa nói thì các bác vui lòng đặt cọc trước khi đặt hàng. Cái mang này giá thấp khi là rẻ, chúng ta có thể dùng mà khi chúng ta dùng cục đẩy, chúng ta không dùng âm ly, chúng ta dùng chuyên nghiệp hơn, chúng ta dùng cục đẩy thì bắt buộc phải dùng vang này mới hát được. Hoặc là khi âm ly nhà các bác không được hay hoặc hỏng vang thì các bác mua vang này về để hát. Hoặc là đối với những người mà thích sử dụng mạch công suất rời, thích chế mạch công suất thì để hát thì các bác mua cái vang này, mua vang này về hát cực kỳ là hay, giá thì chỉ có 1.050.000 thôi. Là các bác có thể mua mạch class D công suất rất là lớn mà nhỏ gọn thì các bác kép, các bác đấu trực tiếp vào bên trong này. Em cũng có video ghép cho một số bác ấy. Cực kỳ là nhỏ gọn mà hát hay. Thế sau đây thì sẽ hát thử cho các bác. Em thì hát không hay, đủ để hát karaoke giao lưu thôi, chứ còn là hát thì không hay và đặc biệt là đang bị ho. Đang bị ho, đang viêm họng đây. Nên là các bác tham khảo thôi nhé. Đây, sau này hát cho các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh Khách Hành 866 và bấm hình quả chuông ở góc phải màn hình để theo dõi video sản phẩm mới nhất. Để đăng ký, để bình luận được thì bác phải có một tài khoản thư điện tử. Các bác có thể nhờ người bác cao tuổi thì có thể nhờ người con cháu đăng ký cho, thì các bác có thể bình luận hoặc trao đổi trực tiếp ở trên YouTube. Thank you.
Thấy trên theo ngày tháng còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu ai đưa quên tình nhau đời còn gì vui như trong phút giây được yêu đời còn gì đau thương khi nói nghe thành vỡ vì đã chót yêu rồi cánh phương trời ôi giữa ta đánh đấu rồi ôi tâm tư càng hết lời một lòng ta mong theo lối hàn sâu xuống đời đường khuya tôi đến mưa thân thầm một mình thôi giờ không bài ca yêu ai viết trao ngày xưa bỏ lại tình tôi nay thương nhớ theo ngày tháng còn yêu tôi đâu rồi người yêu tôi đâu rồi tình tôi đã chết rồi. Quay bằng cái Samsung thì nó có tạm dừng không ạ? Hôm nay thì quay bằng cái iPhone này để xem chất lượng âm thanh nó có khác không? Thì nó không có chức năng tạm dừng, rất là bất tiện. Video bên em quay thì là up luôn YouTube, không bao giờ chỉnh sửa thì không bao giờ có thời gian không ạ? Vì sao anh nhớ thương nhớ đông đầy trong lòng mắt buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy em ơi em có hiểu có hay tình anh như núi cao biết rằng gom bốn phương trời xây miền trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em hình nhiên xin gửi hồn anh điện thoại có để nghe em nhé. Rồi, các bác mua hàng xin liên hệ số máy 0964 867 866 để gặp nhân viên bán hàng. Các bác nhớ đăng ký, các bác hãy đăng ký kênh Khắc Lanh 866 ở góc phải màn hình và bấm quả chuông theo dõi những video sản phẩm mới nhất và để cho khách hàng trên mọi miền Tổ quốc có cơ hội sử dụng sản phẩm bên Khắc Lanh với giá ưu đãi nhất và với cái chất lượng mà hoàn toàn hài lòng với cái số tiền mà quý khách đã bỏ ra.